thưa quý vị trong chuyến viếng thăm thủ đô washington dc của nước mỹ luật sư trần kiều ngọc đến từ australia cô là chủ tịch phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền cô đã có buổi nói chuyện gặp gỡ với đồng hương người việt ở tại dc để trình bày về đề tài làm sao tạo được sức mạnh đấu tranh và kính thưa quý vị, cũng nhân dịp này thì luật sư Trần Kiều Ngọc đã dành cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi một buổi phỏng vấn. À, thưa luật sư Trần Kiều Ngọc, trước hết xin cô cho biết đôi nét về sự hình thành à, cũng như là hoạt động của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền. À, dạ thưa chị, phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền của chúng em cũng mới thành lập à, được khoảng hơn 2 năm nay thôi. Động lực mà chúng em đến với nhau để thành lập phong trào đó là bởi vì chúng em nhận thấy được cái nhu cầu à, để à, mà tụi em thấy rằng là giới trẻ tại hải ngoại à, cần phải hỗ trợ cho tiếng nói của giới trẻ ở trong nước nhất là về vấn đề tình hình à, giống lên tiếng nói à, trung thực về vấn đề vi phạm nhân quyền tại việt nam à, những cái hoạt động mới đây nhất của chúng em là À, điển hình mới đây là vào ngày 6 tháng 11 kỳ vừa rồi thì phong trào chúng em đã cùng với lại một số các tổ chức cùng đồng hành với lại một số các sắc tộc như là người Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ, Tây Tạng à, và chúng em đã có một cái tổ chức một cái cuộc biểu tình quốc tế tại à, Geneva, Thụy Sĩ à, để lên án vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Và mới đây hơn nữa thì vào ngày 22 tháng 1, thì phong trào chúng em cũng cùng với lại một số các tổ chức đã tổ chức một cái cuộc biểu tình với tầm vóc quốc tế luôn. Đó là một cái cuộc biểu tình để mà lên án vấn đề vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ vào mới đầu năm nay thưa chị. Luật sư Trần Cường Ngọc đánh giá như thế nào về vai trò của người trẻ trong cái công cuộc đấu tranh vì cho nhân quyền ở Việt Nam? À, dạ thưa chị em uh, bản thân em thì em uh, cảm thấy cái vấn đề mà giới trẻ trong nước đó uh, mà đứng lên có một cái uh, giống lên một cái uh, một cái cái tiếng nói uh, về vấn đề nhân quyền tại việt nam đối với em đó là một cái chuyện mà em nghĩ rằng rất là quan trọng uh, và em bản thân em cũng giống như là tổ chức phong trào giới trẻ thế giới về nhân quyền chúng em đánh giá rất cao uh, bởi vì uh, chắc là chị thanh trúc cũng nhận thấy rằng là uh, trong lịch sử đó là giới trẻ luôn luôn uh, đã làm rất nhiều cuộc thay đổi và cuộc cách mạng, thay đổi đất, đất nước một cách tốt đẹp hơn. Trong những năm hiện đại, hiện đại trở lại đây thì chúng ta thấy rằng như là cách mạng dù vàng tại Hồng Kông hay là cách mạng hoa hướng dương tại Đài Loan thì chúng ta thấy rằng là các bạn trẻ là những tinh hoa của đất nước và các bạn trẻ có đầy đủ những cái nhiệt huyết lòng yêu nước để mà có thể kêu gọi các bạn trẻ khác để mà dấn thân. Thì chúng em thấy rằng là chúng em cũng đặt cái niềm hy vọng đó đối với lại giới trẻ quốc nội, à, phong trào giới trẻ thế giới về nhân quyền làm cách nào để thu hút giới trẻ trong nước đến với phong trào. Ừ. À, dạ thưa chị, à, cái à, điều đó cũng là một cái à, khó khăn cho chúng em chứ không phải không là bởi vì giới trẻ của chúng em tại đây đó là phần đa số là à, sinh ra và lớn lên tại hải ngoại, cái và so với lại giới trẻ trong nước đó thì à, với những à, so với lại ví dụ như là úc châu hay là ở mỹ canada thì đó, à, đây là những nước mà tụi em đã sinh ra và lớn lên ở một cái xứ đất nước tự do, cái nền giáo dục và cái, cái tính nhân bản mà chúng em hấp thụ được nó cũng rất là khác với so với lại môi trường và nền giáo dục tại việt nam. À, vì vậy mà trong cái việc mà à, giới trẻ trong nước cũng giống như là giới trẻ hải ngoại à, để mà cho chúng em dễ dàng à, hiểu nhau và đến với nhau đó không phải là một cái chuyện à, nói là một cái chuyện rất là khó khăn bởi vì cái 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 sự hiểu biết và cái môi trường sống và lớn lên rất khác. À, tuy nhiên thì trong thời gian qua, à, cái cách mà phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, chúng em cái cách mà chúng em kêu gọi và thu hút giới trẻ trong nước đó là chúng em kêu gọi các bạn trẻ ở trong nước à, hãy cố gắng dấn thân à, vì à, vì những cái bất công xảy ra trên cương trên quê hương, vì những cái à, những cái điều tàn ác đang xảy ra trong xã hội Việt Nam à, trong mọi mặt. Ví dụ giống như là trong thời gian qua vào năm 2017 thì chúng em có tổ chức một cái đại hội giới trẻ thế giới với chủ đề là Việt Nam con đường nhân bản. Bởi vì cái niềm mơ ước của chúng em là làm sao cho đất nước của chúng ta tất cả mọi người có thể sống, đối xử với nhau tử tế và lấy cái gốc con người làm một làm cái trụ cột nhân bản. À, vì vậy tụi em lấy cái chủ đề đó. Và cái đại hội giới trẻ thế giới vào năm 2017 thì trên 200 người tham dự thì chúng em cũng được khoảng chừng 4 năm chục các bạn ở trong nước và người ở trong nước đến tham dự cái đại hội đó với chúng em thì chúng em bắt đầu qua những cái cuộc gặp gỡ như vậy để chúng em trao đổi và từ từ hy vọng là qua đó những cái sinh hoạt như vậy thì chúng em có thể dễ dàng nối kết và làm việc với nhau. Vâng, thưa cô, cô đã nói về cái sự khó khăn trong cái việc mà à, thu hút rồi lại kết hợp người trẻ trong nước với người trẻ ở ngoài này. Thế thì có một cái điều nào mà chúng ta có thể coi là thuận lợi được không thưa cô? Ừ về vấn đề thuận lợi đó thì em nhận thấy như thế này trải qua những cái biến cố lịch sử của đất nước của chúng ta và sự ra đi của người Việt Nam vào năm 1975 đó thì có rất là nhiều những cái hố ngăn cách giữa giới trẻ trong nước và giới trẻ hải ngoại tuy nhiên em thấy rằng có một điểm mà giới trẻ ở hải ngoại cũng giống như trong nước có một điểm rất giống nhau ở chỗ là giới trẻ hải ngoại các bạn vì cái cái nền giáo dục của gia đình à, vẫn còn nhiều bạn hướng về cái, cái 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 quê hương nguồn cội và tự hào về cái cái dòng lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và em nhận thấy rằng là nhất là qua à, theo dõi những cái sinh hoạt ở trên Facebook thì à, à, những năm gần đây cũng cho thấy rằng là giới trẻ trong nước đó cũng cố gắng muốn tìm hiểu sự thật về lịch sử Việt Nam và các bạn cũng muốn tự hào về cái 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 nguồn gốc uh, uh, lịch sử của chúng ta và qua đó thì em thấy rằng là uh, đôi bên giới trẻ trong nước và ngoài nước đã tìm đến nhau uh, chung về một mối cái một mối đó là cái gì đó là cái tình yêu nước và tự hào mình là người Việt và chúng ta không muốn đất nước của chúng ta bị rơi vào tay trung cộng và em thấy nhờ cái điểm đó đó là một cái sức hút mà giới trẻ trong nước và hải ngoại tìm đến nhau và dễ dàng thông cảm với nhau được À, thưa luật sư Trần Kiều Ngọc ngày 30 tháng4 đã gần kề thì những người trẻ mà sinh ra và lớn lên ở hải ngoại như cô chẳng hạn thì nhìn về cái ngày này như thế nào đối với em ngày 30 tháng 4 là một cái là một cái ngày tan thương là một cái ngày mà em cảm thấy mặc dù em đã không có sinh ra và lớn lên ở trong cái giai đoạn lịch sử thương đau vào cái ngày vào cái giai đoạn đó nhưng mà đối với em khi mà em nhìn lại đó thì việc đầu tiên em nghĩ tới đó là em uh, thấy xót xa cho thân phận của mình bởi vì mặc dù em cảm thấy rằng là em được lớn lên trong một đất nước tự do tại úc châu em được hưởng mọi quyền lợi như bao nhiêu những người công dân khác tại úc uh, nhưng mà em chưa bao giờ cảm thấy có một cái sự hạnh phúc trọn vẹn là bởi vì đối với em là một người việt nam trong lòng của em luôn luôn là em đau đớn ước ao được uh, sinh ra và lớn lên và được đóng góp ngay tại trên quê hương của mình à, và à, bản thân em khi nghĩ lại đó là cái việc đầu tiên là em ước gì và giá gì ở cái tuổi này của em em đang được sinh sống và được đóng góp và được lớn lên và hít thở bầu không khí ở trên quê hương của mình thay vì tại một đất nước ở xứ người chứ không phải là nơi quê cha đất mẹ của mình cô nghĩ rằng là cái trẻ hải ngoại còn có thể làm được điều gì hơn để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam Ừ À, dạ thưa chị à, à, đối với em thì à, em cũng cảm nhận được là à, đất nước của chúng ta đó đang là trải qua một cái thời kỳ mà em cho rằng là rất đen tối bởi vì có biết bao nhiêu những cái bất công đang xảy ra trên quê hương của mình à, và em nghĩ rằng là à, nếu mà các bạn có được một cái tâm tư có được một cái lý tưởng mà muốn thay đổi phát triển cho đất nước của mình để có thể so sánh với lại các đất nước bạn thì em nghĩ là ngoài vấn đề đóng góp cho quyền con người tại trên quê hương của mình, những cái việc mà các bạn có thể làm một cách rất là cụ thể và đơn giản nhất đó là bắt đầu ý thức ngay chính từ trong cái cái, cái 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 cá nhân bản thân mình. Việc đầu tiên các bạn có thể làm đó là các bạn có thể đi vào thư viện hoặc thời buổi ngày nay rất là đơn giản các bạn có thể lên Google để tìm hiểu về sự thật, nguồn gốc của lịch sử Việt Nam. À, để cho mình chuẩn bị những cái cái kiến thức đó một cách rất là trung thực, à, trung thực và đúng đắn để cho các bạn từ đó có thể tìm ra được cái con đường và ơn gọi thực sự cho cuộc đời của mình để đóng góp cho quê hương. À, và chuyện thứ hai mà à, các bạn trẻ à, có thể làm được là với những bạn mà có được cái sự may mắn à, được đi ra ngoài à, đất nước tự do à, học hỏi hay du, à, đi du học thì khi các bạn đã thấy được những cái điều tốt đẹp, những cái nét văn minh và nhân bản ở đất nước ở tự do thì các bạn hãy trở về Việt Nam và hãy truyền đạt lại và hãy uh, 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 đưa ra uh, chia sẻ những gì các bạn đã học hỏi tốt đẹp ở đất nước tự do cho các bạn trẻ, các bạn trẻ trong nước không biết gì uh, để cho các bạn hiểu được một đất nước tự do có được cái tự do nhân bản thật sự là như thế nào thì qua những cái hành động rất là đơn giản đó thì các bạn tự đã đóng góp rất nhiều vào cái sự thay đổi và suy nghĩ của người dân trong nước về vấn đề tự do nhân quyền thật sự là như thế nào à, Xin cảm ơn bạn đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này và kính thưa quý vị buổi trò chuyện với luật sư Trần Kiều Ngọc đến từ Australia cô là chủ tịch của giới phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền đến đây à, xin chấm dứt và cảm ơn sự theo dõi của quý vị à, thanh trúc à, hẹn quý vị trong một chương trình khác